Xin chào các bạn, chuẩn bị một năm cũng qua đi, một năm mới lại đến. Thì các bạn đã chuẩn bị gì cho ngôi nhà của mình chưa? Thì trong video hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm cực kỳ hot trong thời gian hiện nay. Đó là bộ sản phẩm micro không dây EPSVM. Và đây là hộp của cái bộ sản phẩm này, nhìn khá là chắc chắn đúng không ạ? Và kích thước của cái hộp này là 54 x 40 x 8 cm. Bây giờ chúng ta cùng xem bên trong hộp sản phẩm gồm những gì nhé. Vâng, và đây là bộ sản phẩm của chúng ta, bao gồm một đầu thu, hai mắt cầm tay, một bộ dây nguồn, một sợi dây chuyển đổi để cắm từ đầu thu sang âm ly hoặc loa, hai cây anten và pin ạ. Sở hữu dòng micro này, người dùng sẽ có trải nghiệm thú vị từ thiết kế đẹp mắt đến chất lượng âm thanh, khả năng chống hú tốt, bắt âm nhạy sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Bộ micro không dây EPSVM cũng hút người nhìn với sự sang trọng và hiện đại, với tông màu đen lực lãng càng tăng thêm tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Em này được thiết kế dạng hình hộp chữ nhật nhỏ gọn cho người dùng dễ dàng bố trí, đặt sản phẩm ở mọi không gian. Mặt trước đầu thu là màn hình LCD hiển thị tần số, thông tin hoạt động, đặc biệt là có thể sử dụng buổi tối với độ sáng cực rõ ràng, các nút điều chỉnh âm lượng, tìm kiếm tần số cũng được bố trí khoa học và tiện lợi. Mặt sau là cổng vàng ổn định và anten cho khả năng thu và phát sóng hiệu quả hơn. Còn về hai em mic thì được làm từ hợp kim cao cấp chống rỉ, phủ lớp nano chống trầy xước, chống nước và chống bám vân tay. Trên thân của micro là màn hình LCD hiển thị thông tin khi sử dụng micro. Vâng, và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho và test thử cho các bạn xem bộ sản phẩm này như thế nào nhé. Vâng, và bây giờ để mở đầu thu lên thì chúng ta chỉ cần cắm nút nguồn vào đây ạ. Nút nguồn nằm ở mặt sau đầu thu nha các bạn, chúng ta cắm vào đây. Đây là cái chỗ để cắm dây AUX để kết nối với loa. Và bây giờ mình sẽ cắm cái dây này vào để kết nối với loa. Rồi chúng ta mở máy ở đây. Vâng, và khi mở đầu thu lên thì màn hình LCD nó sẽ hiển thị hai tần số của hai mic. Bây giờ mình sẽ mở cái mic lên để test cho các bạn xem. Thì đây tần số của mic là 668-700 và nó cũng bắt được với ở đầu thu là 668-700. Và cái mic này có một đặc điểm khá là ok, đó là khả năng chống hú và bắt âm khá là nhạy. Nãy giờ mình nói ở đây mà cũng không thấy bị rè hay là bị hú gì hết. Thì nếu mà các bạn cảm thấy cái video này nó hữu ích thì có thể like hoặc đăng ký kênh ủng hộ mình trong những video tiếp theo nha. Xin chào.